Dạ, gốm sứ Lâm Sơn xin chào anh chị mình ha. Nên em tiếp tục lên một cái mẫu chậu. À, hàng hàng này nó lạ lắm anh chị mình nè. Cốt dày nặng ghê gớm lắm. Cái chậu này cỡ 40-50 kg á. Nó kích thước cũng không có lớn đâu, nhưng mà cốt dày nặng lắm. Độ dày nó cỡ 2 phân, 3 phân có. À, hàng đắp nổi nha anh chị. Giá cũng dễ chơi lắm anh chị mình nè. Cái giá của nó em có để ở trên clip này luôn ha. Anh chị mình quan tâm thì inbox qua Zalo cho em ha. Anh chị mình cứ đăng ký kênh em nha. Em sẽ lên những cái mẫu chậu đôn mỗi ngày cho anh chị mình sưu tầm ha, tham khảo ha. Rồi, quay vòng anh chị mình xem cái em kết thúc video nha anh chị mình này. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị mình nha.